Xin kính chào các bạn và các vị. Vừa rồi thì mình có nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn. Đó là đợt Tết này các bạn ấy đang muốn mua một chiếc máy khoảng 10 triệu. Đáp ứng tiêu chí đầu tiên là đẹp, sang chảnh. Và tiếp theo đó là có cấu hình hiệu năng tốt và camera ngon. Hôm nay mình đang có 3 ứng cử viên. Đầu tiên là HTC One A9. Mình mượn hàng chính hãng tại cửa hàng di động thông minh. Hiện đang phân khúc khoảng 12 triệu hoặc là 11 triệu gì đấy. Ứng cử viên tiếp theo là chúng ta có Samsung Galaxy S6 hàng qua sử dụng. Mình mượn bên Việt Tablet. Chiếc máy này thì có mức giá dễ chịu hơn nhiều ở phân khúc tầm trung mà thôi. Và hiện nay S6 hàng cũ thì có lựa chọn là có cả hàng Mỹ lẫn hàng quốc tế cho các bạn. Và cuối cùng đó là chiếc iPhone 6 mình mượn ở bên cửa hàng Việt Tablet, cũng là chúng ta có phiên bản mới, đây là máy lock hoặc là chúng ta có cả iPhone 6 hàng lock cũ, thì tùy theo các bạn với mức túi tiền của chúng ta để mua. Ba chiếc máy này đáp ứng tiêu chí đầu tiên đó là đẹp và sang. Như iPhone 6 và chiếc HTC One A9 là giống nhau nhất với vỏ hoàn toàn phía sau là làm từ nhôm. Và với việc kim loại này, hai máy có những cái điểm chung như là dải nhựa này, vị trí đặt anten trên và dưới. Cũng như cụm camera của nó hơi lồi lên được bảo vệ bởi đường viền kim loại và đèn flash LED của nó hai tông màu giống nhau đến khoảng 96%. Mặt trước của cả hai máy dù là phiên bản màu vàng thì đều có mặt bằng màu trắng và được làm cong 2.5D. Khi vuốt tay thì viền màn hình rất sướng. Mặt trước của ba chiếc điện thoại này đều có cảm biến vân tay. Chúng ta chỉ cần đặt nhẹ lên. Nếu xét về hiệu năng thì đầu tiên cảm biến vân tay HTC One A9 nhanh nhất. Tiếp theo là đến Galaxy S6 và cuối cùng là Apple iPhone 6. Ở phía trước của ba sản phẩm này, nói ba con này giống nhau vãi nồi, nhìn từ phía trước. Ba chiếc máy này thì mọi người sẽ thấy là đều tập trung về camera tự sướng. Đẹp nhất ở đây sẽ là chiếc Galaxy S6, tiếp theo đến HTC One A9 về camera tự sướng và cuối cùng là iPhone 6. Còn nếu xét về camera sau cũng là thứ tự tương tự, bao gồm Galaxy S6 khả năng chụp ảnh camera sau bá đạo nhất. Tiếp theo đến HTC One A9 và cuối cùng là Apple iPhone 6. One A9 thì nói thật với các bạn là ngày xưa HTC làm camera dở tệ, nhưng mà đến từ thời chiếc HTC One A9, mọi thứ được cải thiện và tốt hơn rất là nhiều, khác biệt hẳn so với trước đây. Bây giờ mình sẽ nói đến những yếu tố khác. Cảm giác cầm trong tay thì HTC One A9 và iPhone 6 khá là dễ chịu, thoải mái, ôm tay với phần máy làm từ kim loại. Trong khi đó nếu các bạn sử dụng Galaxy S6 thì sản phẩm này lại có phần viền kim loại nhưng mặt lưng bằng kính. Nó sẽ bám lại mồ hôi dấu vân tay. Các bạn mua bản màu trắng thì ok không sao, nhưng các bạn mua những phiên bản màu xanh hoặc là chúng ta mua màu vàng để lại mồ hôi dấu vân tay hết sức rõ rệt. S6 cầm trong tay cũng cảm giác thiếu tự tin hơn vì nó là bằng kính khá trơn, không bám tay giống như hai sản phẩm còn lại. Tuy nhiên S6 cũng là sản phẩm thời trang nhất vì mặt kính này sẽ phản xạ ánh sáng thay đổi màu sắc tạo ra điểm ấn tượng. Sản phẩm Galaxy S6 và Apple iPhone 6 sẽ không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Thay vào đó, HTC One A9 các bạn sẽ có một khe cắm SIM và một khe cắm thẻ nhớ cho mọi người có thể thoải mái lựa chọn. Ở bên trên đỉnh của Galaxy S6 sẽ có mắt thần hồng ngoại điều khiển từ xa cho phép chúng ta điều khiển các thiết bị ngoại vi trong gia đình. Trong số 3 chiếc máy này thì chỉ có HTC One A9 và Galaxy S6 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, Apple iPhone 6 sẽ không có hỗ trợ công nghệ này. Còn chúng ta sẽ nói về chất lượng màn hình hiển thị, đứng đầu là Galaxy S6, đứng thứ hai là HTC One A9 và tiếp theo là Apple iPhone 6. Thật ra nếu mà bây giờ so những cái về cấu hình hay hiệu năng màn hình thì iPhone 6 đã ra 1 năm rồi đều thua kém hơn so với những sản phẩm của mình, những sản phẩm Android mới. Còn nếu mà mình nói với các bạn muốn một sản phẩm ổn định và mượt mà nhất thì các bạn nên mua iPhone 6. Nhưng bạn cứ hỏi mình là em muốn mua nhà máy phải dùng vài năm cơ, thì iPhone 6 là lựa chọn hợp lý. Đầu tiên là sản phẩm này chỉ có 1GB RAM nhưng hoạt động mượt mà, và iOS thì được nâng cấp một cách thường xuyên và chúng ta không sợ là thiếu đi tính ổn định giống như là hệ rành Android. Android kể cả S6 mà không được nâng cấp lên phiên bản sau cũng cảm giác là lag hơn, hoạt động sau một vài ngày là không được mượt. Còn nếu các bạn quan tâm đến mượt thì sau iPhone 6 sẽ là HTC One A9. HTC có một giao diện gần thuần Google nhất và đây sẽ là con máy được cập nhật Android sớm nhất. Chỉ sau khoảng 2 tuần sau khi có Android mới, HTC sẽ nâng cấp cho One A9. S6 thì là sản phẩm tuy xét về độ mượt mà ổn định không bằng hai con còn lại nhưng lại là con nhanh nhất. Tốc độ Exynos 7420 đập chết tươi Snapdragon 617 cũng như con chip trên đang có mặt trên iPhone 6. Chỉ có iPhone 6s mới đủ tầm để đánh bại được cái chiếc Galaxy S6 này thôi. Tóm lại tổng kết, nếu các bạn đang cần một thiết bị vừa mạnh, màn hình hiển thị đẹp, camera xuất sắc, nói chung là tầm giá này thì mình đánh giá là S6 là con hoàn thiện ngon nhất và tuyệt vời nhất đáng để mua, và mức giá hiện tại các bạn đang theo dõi trên màn hình là khá hợp lý đối với hàng cũ qua sử dụng. Còn đối tượng thứ hai, nếu các bạn là một người dư giá hơn và các bạn sẵn sàng mua hàng chính hãng thì các bạn nên lựa chọn HTC One A9. Con này quan trọng đó là màn hình hiển thị rất đẹp, camera rất tốt, cảm biến vân tay cực kỳ là nhạy. Và như mình đã nói, ai mà người ta khoái iPhone thì về cơ bản con này cũng đã giống iPhone khá nhiều rồi. Còn cuối cùng là nếu các bạn đang cầm một thiết bị mà muốn có một cái sử dụng thời gian lâu dài, ổn định, mượt mà hơn thì các bạn nên mua iPhone 6. Và lưu ý cho mình đây là hàng lock, vì thế khi mua thì các bạn chọn những con nào có phiên bản iOS thấp đã được jailbreak để khắc phục lỗi. Và nếu mà các bạn khoảng phân khúc 10 triệu đồng như thế này thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào để trong dịp Tết năm nay và vừa đẹp, vừa thời trang, vừa có camera tốt? Mời comment chia sẻ bên dưới và có thể tham khảo giá bán tại các website của Viettablet và di động thông minh. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.